Món xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếp tục với gầm cao 7 chỗ máy dầu Hôm nay em đang có thêm cho anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chiếc Kia Sorento phiên bản Luxury Xe sử dụng khối động cơ là máy 2.2 Sản xuất là năm 2022 Đã lăn bánh với quãng đường là 35.000 km một chủ sử dụng Ở Tình trạng của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp Tuy vậy thì cũng có vài điểm nhỏ của chiếc xe nó bị xước rồi Em cũng đã cho sơn tỉa lại Tính năng an toàn của với bản Luxury thì nó cũng là vừa đủ dùng cho anh chị và các bạn Cần một chiếc xe không có quá nhiều option à, à, Nó sẽ hơn bản tiêu chuẩn Tính năng thì nó sẽ phía trước nó sẽ có cảm biến phía trước này Bộ vành được trang bị vành hợp kim này à, Giá nốt của chiếc xe thì em đang cập nhật cho anh chị và các bạn Thì nó có đết nốt là 2024 ở phía trước Đấy, những cái chi tiết bậc lên xuống của chiếc xe thì được trang bị dạng bậc cứng lẹp mạ, mạ mang cá này rồi hay những phần mở cửa thông minh cánh lái cánh phụ gương kính chỉnh điện thích hợp báo rẽ và những cái phần đuôi xe thì nó sẽ có những cái cụm đèn hậu được thiết kế dạng dọc với những nhánh đèn bên trong tạo lên cái điểm nổi bật cùng với đó thì xe có chức năng vẫn là có chức năng cốp điện vẫn được trang bị đầy đủ hay là những cái phần cảm biến ở phía sau, Đấy, tất cả các chi tiết à, anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi với em. ở bàn này thì nó vẫn được trang bị cho anh chị và các bạn như là cửa sổ trời, những cái tiện ích nó vẫn vừa đủ dùng cho anh chị và các bạn sử dụng một chiếc xe di chuyển à, phục vụ công việc. thì đây là một cái mẫu xe nó cũng vừa tầm tiền. hiện tại thì cái mẫu này bây giờ trong cái khoảng giá của nó chỉ khoảng hơn 800 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc 7 chỗ máy dầu với không gian ngồi của chiếc xe nó rất là rộng rãi máy thì dùng chung với cả hyundai santa fe rồi các chi tiết về những cái phần ly uh, lông của chiếc xe thì nó vẫn còn nguyên anh chị nhé em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai để anh chị và các bạn có thể cảm nhận rõ hơn với không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn một cái không gian ngồi cho ba người ngồi có những cái phần bọc da và những cái chi tiết uh, keo chỉ, ốc ác của chiếc xe Để các bác có thể cảm nhận, đánh giá rõ Về chất lượng chiếc xe nó có bị đâm va Hay sửa chữa gì không Em luôn đảm bảo trên văn bản hợp đồng giấy tờ Cho anh chị và các bạn Với những dòng xe máy dầu của Hyundai hay Kia Thì nó có một cái điểm là km sẽ không tua được đâu ạ Mình chỉ cần vào tích thực ra nó tua thì nó vẫn tua được nhưng mà anh chị và các bạn vào hãng trích thì nó sẽ ra cái thông số về cái km thực tế của chiếc xe nên anh chị và các bạn có thể là an tâm Đấy, tình trạng của chiếc xe nó như thế nào thì em cũng lêu rõ luôn để đảm bảo cho các bác có những cái thông tin chính xác à, để giúp anh chị và các bạn có thể dễ dàng cân nhắc lựa chọn còn thông thường thì một chiếc xe cũ theo quan niệm của rất nhiều anh chị à, quan trọng nhất là khung gầm máy móc động cơ hộp số không bị đâm va, không bị ngập nước. Đấy là những cái tiêu chí của anh chị và các bạn. Sau đó những cái độ hao mòn của chiếc xe thì mình sẽ tính ra và mình xem cái mức giá nó phù hợp với nhu cầu sử dụng không. Đấy, để nó đưa ra những cái sự quyết định mua xe hay không. Nó cũng nhiều vấn đề. Đấy, tốt nhất các bác cứ qua trực tiếp lái thử trải nghiệm. Địa chỉ xem xe thì anh chị và các bạn có thể qua số 57. 5961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể trải nghiệm thực tế về chiếc xe em đang cập nhật. À, những cái phần bậc lên xuống được các vị trí đều được ốp bảo vệ chống xước đầy đủ ghế ngồi thì có chức năng chỉnh điện à, tem mát của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ ràng anh chị nhé thông tin về năm sản xuất cũng như là phiên bản đầy đủ hay là những con ốc bản lề này các chi tiết bề mặt ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng à, nó vẫn giữ được độ đẹp Đấy, chỉnh điện vẫn trang bị đầy đủ nó chỉ không có nhớ ghế thôi À, khu vực à, về cục đồng hồ hiển thị thông tin nó vẫn đầy đủ sắc nét rõ ràng hay là vô lăng có giới hạn tốc độ có lễ chuyển số thể thao vẫn mang lại đầy đủ những cái tính năng đó cho anh chị và các bạn sử dụng à, và cái màn hình giải trí có đỡ, bản đồ giới hạn tốc độ các thông tin của chiếc xe thì nó cũng cập nhật rõ ràng đầy đủ chi tiết từng phần à, cho anh chị và các bạn hệ thống sạc cũng như là cổng kết lối remote các chế độ lái đầy đủ cho anh chị và các bạn cần số thì dạng thể thao rồi. Bệ thì tay tapi được bọc phủ của da rồi. Và chủ bác kỳ cũng khá là cẩn thận trong chút chiếc xe. Với mức giá bán cho chiếc Kia Sorento phiên bản Luxury sản xuất năm 2022. Hiện tại em đang chào bán anh chị và các bạn với mức giá là dưới 880 triệu. Chi tiết cụ thể thông tin thì các bác có thể trao, trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin rõ ràng, còn các bác trải nghiệm mình qua số 57, 5961 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm thực tế về chiếc xe em đang mang tới. Những cái thông tin của chiếc xe thì mong muốn mang đến rõ ràng từng phần để đảm bảo anh chị và các bạn có thể tiện theo dõi. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo anh chị và các bạn xem qua clip thì có thể là những cái thấy gì chưa được có thể góp ý cho em để em có thể hoàn thiện hơn mang đến cái nội dung nó đầy đủ hơn và thông tin rõ ràng hơn cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn những chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình à, xin chào và hẹn gặp lại.